phi thuyền Soyuz đáp lên trạng không gian quốc tế. Phi thuyền con nhóm Soyuz của Nga đã rời giàn phóng ở trung tâm Baikonur vào lúc 20 giờ 58 phút theo giờ quốc tế ngày thứ Tư. Sau ít hơn 6 tiếng đồng hồ rời giàn phóng, phi thuyền đã đưa chỉ huy trưởng Oleg Kotov, phi hành gia Nga Sergei Ryazinsky và phi hành gia Hoa Kỳ Michael Hopkins lên tới trạm không gian quốc tế, là công trình đóng góp của 15 nước trị giá trên 100 tỷ Mỹ Kim. Chỉ mới có hai toán phi hành gia được đi con đường ngắn nhất này. Trước đây, các phi thuyền Soyuz phải mất 2 ngày mới lên tới trạm ISS. Với ba phi hành gia mới lên, trạm không gian quốc tế này có đầy đủ một phi hành đoàn 6 người. Từ ngày 10 tháng 9, chỉ còn ba phi hành gia ở trên trạm là chỉ huy trưởng tạm thời, ông Fyodor Yurchikhin, bà Karen Nyberg của NASA và ông Luca Parmitano của Cơ quan Không gian Liên Âu. Phi hành gia Oleg Kotov sẽ trở thành chỉ huy trưởng của trạm. Trong thời gian 5 tháng ở trên trạm, hai phi hành gia Kotov và Ryazansky sẽ đi bộ ngoài không gian 3 lần. Trong đó có một lần, họ sẽ cầm cây đuốc không còn lửa để quảng bá cho Thế vận hội Olympic mùa đông Sochi ở Nga, sẽ khai mạc vào tháng 2 năm 2014. Cây đuốc Olympic sẽ được đưa lên trạm vào ngày 6 tháng 11. Các phi hành gia Yurchikhin và Nyberg cùng Parmitano sẽ đưa cây đuốc trở về trái đất 4 ngày sau đó để cuộc rước đuốc truyền thống có thể tiếp tục.